Chào bạn, hôm nay mình và anh Nam đi câu cá chuối. Vì mùa này là mùa cày bừa để cây lúa cho nên là rất là hiếm để mà tìm hàng lươn, nên là mình với anh Nam đi câu cá chuối. Câu cá chuối thì mồi chủ yếu là mồi nhái, vịt, và vịt thì rất là khó kiếm. Cái nhỏ. Như bạn đã biết thì cá lóc hay còn gọi là cá chuối, tập tính của nó là rất là háo ăn nhưng nó lại đa nghi. Đấy, vì vậy là khi mà câu cá lóc thì mình phải có cái cách câu riêng. Đúng rồi. Đó là đứng từ xa, vợt. Đấy. Nó phá mồi. Và câu cá lóc là phải kiên nhẫn. Cá lóc thì chỉ qua ăn mồi còn sống, cho nên là chúng ta phải biết cách ngụy trang. Cá lóc thì chỉ chịu ăn mồi vào lúc sáng sớm hoặc là lúc hoàng hôn. Buổi trưa thì cá lóc ít khi ăn, nó thường đi trốn. Đấy. Và trời mưa thì nó cũng không ăn. Nên là các bạn nếu mà có đi câu thì lưu ý những cái điểm như trên.